30 sáng, con nguyên xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565. Học hôm nay môn học kinh tương ưng Sanjutta Nikaya chương 3, tương ưng Cô Xá Lá phẩm thứ nhất, bài 8, kinh Mallika. Mallika xuất tăng, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Thì mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiệp, trang nghiêm, tam nghiệp, và tỉnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh, đọc kinh lễ bái tam bảo, Nam Mô Bổn Thầy giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cung chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, làm phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sư. Chứ toàn giác lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp đến, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tề siêu giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam Mô Bổn Thầy giá. Cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Ở bài kinh hôm nay, chứa đựng ba điểm. Thứ nhất, vua Vasenadi và hoàng hậu Mallika là những người trí, khi được hỏi dám nói thẳng mà không sợ phiền lòng với người đối thoại. Thứ hai, một điều mà nó thành cái chân lý muôn thuở là con người không thương ai thì chính cho bằng chính bản thân mình thương mình. Và thứ ba là trong lời dạy của Đức Phật thì ai cũng thương chính bản thân mình. Do đó mình đừng có gây khổ cho tha nhân.
Như ở trong cái bài kinh này đó, về văn tự dịch thì nó sắc nghĩa không có gì, nó sắc văn không có gì, nhưng mà về nghĩa thì có vấn đề. Vì có dùng cái chữ Atana, cho nên lúc trước chúng tôi đã nói ở trong các cái bài học trước liên quan đến vua Pasenadi, thì cái chỗ này chúng ta phải dịch là bản thân hay tự thân. Chứ còn nếu mà chúng ta dịch là tự ngã thì nghe kỳ quá. Này Malika, có ai khác thái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Cái tiếng mà tự ngã của hoàng hậu thì nó nghe nó bắt đầu có vấn đề, thưa quý vị. Dịch như vậy, một là người ta sẽ hiểu lầm, hai là cái văn phong nghe nó lạ lùng, khó hiểu. Bởi vì thông thường một người dầu cho không biết kinh điển Phật pháp, nhưng mà khi hỏi họ trong cuộc sống, bạn thương thương ai nhiều nhất, thì người ta cũng sẽ trả lời là thương bản nhân, bản thân nhất, thương bản thân nhất, hay là thương chính mình nhất. Chứ không có ai mà nói thương tự ngã của tôi nhất, không có ai trả lời cái kiểu đó được. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải chú ý nhất là vị giảng sư cần phải lưu ý điểm này, làm sao cho cái tâm nó nhẹ chút xíu. Tức là vua hỏi hoàng hậu Malika, có ai khác là cái chỗ thân yêu của hậu bằng bản thân của hậu hay không? Thì hoàng hậu Malika nói không có, không có ai khác thân yêu hơn là chính bản thân của thiếp. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin mời cô Nguyễn Xuân đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con kính chư ân thượng tọa tuệ sư đã dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay: kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Kinh Malika, Malika Suttang, chương 3, tương ưng Cô Xá Lá, phẩm thứ nhất. Bài kinh này rất ngắn nhưng chứa đựng 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, người thiện trí dám nói thẳng, nói thật dù không dễ dàng. Thứ hai, dù nói thế nào thì chân lý muôn thuở vẫn là con người không ai thương người khác bằng chính bản thân. Ngay trong sự hy sinh cùng tận thì vẫn là sống cho quan điểm của mình. Thứ ba, Đức Phật dạy ai cũng thương bản thân, biết vậy ở chính mình thì đừng gây khổ cho tha nhân. Bài học luân lý này mang ý nghĩa từ ngàn xưa, cái gì mình không muốn thì đừng gây cho người. Malika, âm là mạc lợi hay thắng. Man là chánh hậu của vua Pasenadi.
vốn xuất thân dân dã nhưng thông minh tuyệt vời. Bà là người sùng tín Tam Bảo và nhiều lần hướng dẫn vua hành xử theo chánh pháp. Nhà vua trong lúc thân mật riêng tư đã hỏi một câu với kỳ vọng nghe câu trả lời, ngôn tình lãng mạn như một câu hát: tôi yêu người hơn thân tôi. Nhưng hoàng hậu là một bậc trí đã trả lời hoàn toàn khác và cũng đặt lại câu hỏi khiến nhà vua cũng phải đồng thuận. Khi nhà vua bạch lại câu chuyện với Đức Phật, bậc đạo sư đã chuẩn thuận điều hoàng hậu đã nói. Nhân vật Thắng Man được kinh điển Đại Thừa dùng để tôn lên nhiều quan điểm bộ phái, người học Phật cần cẩn thận. Kinh văn tại Sao Quách Thi. Lúc bấy giờ, vua Vatsenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Manlika trên lầu thượng hoàng cung. Rồi vua Vatsenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Manlika: này Manlika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Này Manlika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi vua Vatsenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, tịnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Vatsenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với hoàng hậu Manlika, và con nói với hoàng hậu Manlika: này Manlika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Manlika trả lời với con: thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Manlika: này Manlika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liền nói lên bài kệ: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Bản hiệu đính: tìm khắp cùng tâm thức, không thương ai hơn mình, ai cũng thương bản thân, thương mình chớ hại người. Thích văn: Sabba Disa Anuparigamma Cetasa, tìm khắp mọi phương vị của tâm thức. Nevacchaha ga Piyataramattana Kuachi, không tìm thấy người thân ái hơn chính tự thân. Ewangi Yoputu Atta Paresan, ai cũng thích đều thương chính mình. Tasma Nahinse Paramataka Moti, do vậy nếu thương mình thì đừng gây hại cho người khác. Thích nghĩa: câu Sattadisa Anuparigamasetasa nghĩa là đi tìm khắp mọi phương vị của tâm thức, hay lặn sâu với tâm thức, chứ không phải là tâm đi khắp bốn phương trời. Chữ Atta ở đây phải được hiểu là tự thân hay bản thân, hoàn toàn không mang ý nghĩa về một bản ngã bằng hữu, hằng hữu. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thường tọa tự quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Hai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ tôi đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô quân cùng đại chúng. Dạ cảm ơn vì đã được báo cho nghe rõ. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Tọa Tân, Đệ Đức Từ Tiêu, Đệ Đức Từ Đức Xung Thâm cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawatang Apivade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng nãy Sư Phụ Từ Siêu thích nghĩa cái chữ mà A Tá, chúng tôi rất là thích do đó. Nếu mà chúng ta tìm và hiểu được cái chữ A Tá đó rồi thì ý nghĩa của cái bài đó, chúng ta dễ cái tính cách nó giản hơn. Và quả thật như vậy, nhiều khi cái từ ngữ mà trong phố cú trong phẩm tự ngã, nhiều khi chúng ta giảng chúng ta thấy nó cũng bị khựng khựng ở chỗ, tức là chúng ta phải nhớ đúng như cái từ ngữ đó. Cái này nó phải là cái bản hà ngũ mà chỉ là tự thân hay là bản thân. Câu đó nếu mà chỉnh sửa lên như vậy thì rất là hay. Hoàn toàn không có ý nghĩa về bản ngã hà ngũ. Đúng vậy đó. Đó thích nghĩa là cái chỗ này. Đó đang thích nghĩa chỗ này rất là tuyệt vời. Cũng như vừa giảng cái câu Phúc Cú ở châu, ở bên ở trong cái phẩm ác á. Cũng rất là hay. Đó Phật dạy về cái đừng bao giờ bảo mà chớ bảo giết, mà cũng như chớ sai người sự người khác giết. Thì cái câu này cũng rất là nó làm cho chúng ta cũng có những cái mối liên hệ. Thì kính thưa quý vị, ở đây nếu nói rằng cái điều mình không muốn thì người khác đừng làm cho người khác, quả thật như vậy. Nhưng làm sao đây? Ở đó Đức Phật ngài đưa lên một cái chuyện tự thân của mỗi người. Cái mà chúng ta nhìn nhận đó là cái điều chắc chắn như vậy, nhưng chúng ta phải nói ra. Mà nói như thế nào đó mà để cho người ta phải có một cái biết quý trọng mình và hiểu biết đến tha nhân. Mình đau người khác cũng đau. Như là cái câu chuyện mà phẩm ác đó, trong cũng như là các vị tỳ kheo ở Kosambi đó, xin lỗi, có hai cái nhóm tỳ kheo, một nhóm tỳ kheo lục quần và nhóm lục sư cãi cự đánh nhau. Thì Đức Phật ngày mới khiển trách, ngày nói không có được, không có nên làm như vậy. Chúng ta không có nên gây cái đau thương cho người, và cũng đừng có bảo giết, cùng có đừng có sai giết, cũng đừng có bảo giết. Và Đức Phật ngài cấm cái luật đó. Cái thầy tỳ kheo khi mà cự nữ với nhau và mới xe mới dọa đánh, và thế là Đức Phật ngài mới chế định cái điều học từ nay về sau, các thầy tỳ kheo không có đánh, không có dọa đánh với nhau. Nếu mà đánh thì phạm tương đối trị. Thì ở đây chúng ta thấy giữa con người với con người, cái điều gì mà mình thích thì người khác cũng thích, mà cái điều gì mà mình không thích thì người khác cũng thích, đó là sự thật. Mà xưa tới giờ cái này nó theo cứ như là cái cũng Khổng Tử cũng nói cái câu này, đó cái dạng ý nghĩa như vậy. Nhưng ý nghĩa của Khổng Tử thì nó khác cái ý nghĩa của tinh thần Đức Phật ngài dạy. Để có cái sự hiểu biết đến tha nhân, thấy cái nỗi đau của người cũng chính là nỗi đau của mình, thấy cái sự đau khổ của chính người cũng là cái đau khổ của chính mình, mà từ đó chúng ta biết yêu quý thương cái bản thân. Cũng như Atan Anche bị danh chay nha rakhe anang surakhi tăng, nếu biết quý trọng cái bản thân mình thì người trí trong ba canh phải biết bảo vệ cái thân khẩu ý của mình, sống cho đúng, sống cho tốt là như thế. Giờ Đức Phật ngày hàng gọi chúng ta thấy những cái câu mà dạy rằng thí dụ như là Atahitano na thô côi na thô quà rô siya
chỉ ta, chỉ tự thân mình là nơi nương tựa, đừng có tìm cái sự tựa nương nơi cái người khác, vân vân. Tất cả những cái lý, những cái từ đó thì nó cũng đều lột tả cho chúng ta thấy, biết là tự thân mình phải cố gắng lo lắng thương mình, thì mình phải biết cố gắng mình tu tập, mình biết mình xử lý làm sao cho nó được tốt đẹp. Trong kinh văn thì chúng ta thấy như là lời dẫn đó, thì nói lên một cái lời nói thật, và không ai có thương mình bằng chính mình. Và kính thưa quý vị, và cũng không ai yêu chính mình bằng mình. Vì vậy đừng gây đau khổ cho tha nhân. Cái ý nghĩa này hết sức là to lớn. Nhiều khi chúng ta giận hờn, nhiều khi chúng ta ghen ghét đố kỵ, nhiều khi chúng ta bực bội khó chịu mà chúng ta nói nặng người, chúng ta đánh đập người, nói nặng người. Đâu phải đánh đập mới là một cái hành động mà ác đâu, mà ngay cả nói nặng đến người cũng là một hành động ác. Để mình tôn tạo, để mình cho đã cái tức của mình, cái giận của mình, vân vân, thì sự thật ra cái lời chát chúa mà chúng ta nghe người nói thì chúng ta cũng tổn thương đau khổ. Thì người khác, khi người ta mình nói cho người thì cũng tổn thương đau khổ như vậy thôi. Và cái cuộc gặp mặt của hoàng hậu Malika và vua Bajenadi đã xác nhận rõ, đức vua Bajenadi đó, chúng ta thấy đó, chỉ là một cái câu chỉ câu nói, tức là chỉ cái câu mà vua Vasenadi chỉ chính là tôi người yêu người hơn thân tôi, thì nghe thì nói nó hữu lý như vậy, nhưng Đức Phật ngài khẳng định lại, cái bầu hậu Maya bà bầu hậu Manika bà khẳng định lại, không phải đức vua yêu đức vua hơn, chứ không phải yêu người khác. Sự thật ra mà nói thì ở trong cái cuộc đời này nó cũng có những cái chuyện tình mà lâm ly bi đát, mà người ta sẵn sàng hy sinh, quên cả sự sống, quên cả mệt mỏi, quên cả cái sự đau khổ tủi hờn để hy sinh cho một người nào đó. Thì đứng trên cái nhìn thì chúng ta cho rằng là người đó là hơn mình, hơn là hơn trên cái tinh thần nói vậy chứ, nhưng điều mà người đó cũng phải biết bảo vệ cho mình. Mà cái đó do ái làm nhân, do ái làm duyên ở trong một giai đoạn. Chứ còn nếu như tâm tư bình thường, quả thật thì do cái ái á, nó che thôi. Chứ sự thật ra là lúc đó, chứ còn bờ đời sống bình thường, thì họ muốn yêu cái bản thân của chính họ. Họ trao chuốt, họ chăm sóc cái bản thân của chính họ. Bởi vì họ cũng muốn, họ phải được tồn tại, người khác mới được tồn tại. Và cũng vậy, bởi vì cái sự sát giết, bởi vì họ sợ họ không tồn tại cho nên họ mới đạp đổ, họ mới hại người. Mà chúng ta biết là những cái chuyện mà đau khổ để sát giết người đó, là bịt miệng hay là bịt đầu mối, hay là giết hại người ta để không có bị gây đến cái mạng sống của mình, cái quyền lợi của mình, thì đó cũng chính là bảo vệ cho mình. Mà chính ở đây là một điều hết sức là sai lầm. Cho nên ở đây chính chúng ta thấy vua chỉ nghĩ lên một cái câu là chỉ nghe nói như vậy thôi, tôi yêu người hơn yêu tôi. Và cũng như trong bài hát cũng có những cái câu như vậy, tôi yêu người hơn yêu bản thân tôi. Thì trong lúc đó nhạc sĩ thả hồn mình với cái mối tình với một con người nào đó, và cảm thấy người ấy là tất cả, người ấy là trên hết. Nhưng cuối cùng chỉ qua một bài hát đó thôi, rồi cái đời sống bình thường nó cũng trở lại chứ. Thì cũng cơm áo gạo tiền, cũng nhật nguyệt đêm ngày, cũng sáng này ngày kia, nó phải là như thế. Buổi tối nọ, buổi trưa kia, buổi chiều kia, buổi hoàng hôn, buổi
rồi bình minh, thì cứ như thế như thế, chứ đâu phải tối ngày mà cũng như là nhớ thương mà kiểu như miên man sầu muộn đó. Thì có những người có như họ ôm cái mối sầu thương, những người mà bệnh về bệnh mà chúng ta biết là họ sầu vì tình, họ bệnh vì tình đó, thì không nói. Nhưng điều mà chúng ta nói một cách một người chung chung thì tất cả nó đều có một cái với đều phải có một cái tự thân của chính người đó hơn. Và chính mà cái bản thân của người đó đó họ tu được, họ làm được, thì kính thưa quý vị, thì họ mới tạo được nhiều cái phúc lành, họ tạo được nhiều cái điều an lạc. Nếu như mà tất cả chúng sinh đó mà không tạo được cái sự an lành, không tạo được nhiều cái điều tốt đẹp, thì những chúng sinh đó rất là đau khổ. Hay là tạo cho mình một cuộc sống căn bản. Nhiều khi chúng ta biết ở trong cuộc đời này, cái buồn, cái vui, cái hạnh phúc, cái đau khổ, bởi vì chỗ này chúng ta tu. Nếu như mà biết tự ngã của người, biết á, hay là cái đau khổ của người, mà mình biết rằng mình thương mình hơn hết, cũng như người ta thương người ta, thì mình không bao giờ mình đánh, mình đập người ta, mình chửi mắng người ta. Bây giờ Đức Phật này dạy một câu rất là hay mà: quá thân ái như vậy, vậy hãy yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Cái chỗ này rất là đặc biệt, tức là chúng ta không có nỡ mà ra tay với người. Và tinh thần của một người tu là một tinh thần phải chấp nhận. Nếu chúng ta đón nhận cái lời dạy của Phật thì người ta có ức hiếp mình thì mình cũng đón nhận, dựa trên nhân quả mà chúng ta vượt qua, dựa trên cái sự khổ sầu. Chứ nếu mà nó đánh mình đánh lại, nó chửi mình chửi lại, nó làm hại mình hại lại, thì cả hai đều sẽ là quan kết, sẽ đều là đau khổ. Trong cuộc đời này nhân quả nó hiển hiện. Và bởi vì mình không bao giờ mình nghĩ tại sao mà mình bị người đó hại, mình cho rằng tại sao mình bị người đó hại, chứ không phải tự nhiên họ hại mình, mà tất cả đều có nhân quả hết. Tại sao tôi bị người ta phụ tôi, tại sao người ta bỏ rơi tôi, tại sao người ta không thương tôi, tại sao người ta ghét tôi, tại sao người ta thương tôi, người ta quý tôi, người ta kính tôi, người ta xem thường tôi. Và trước kia người ta xem thường tôi, bây giờ người ta quý tôi, trước kia người ta ghét tôi, bây giờ người ta thương tôi. Thì tất cả đều là một cái vòng quay của nhân quả mà diễn biến theo thời gian. Có những người rất là thời gian trước rất là cung kính, rất là tốt đẹp, rất là thân tình, nếu mà nó theo xã hội tức là tình thương mến thương, nhưng điều một vài gặp phải, nghe thấy hay là sự suy nghĩ của cả hai, họ không còn mến thương nhau nữa. Và cũng như ở trong tinh thần của chư tăng Phật tử cũng vậy, khi nghe, khi được bực bội điều này, khi bực bội điều nọ thì cảm thấy không thích nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta chỉ biết nghiệm suy ở trong lòng thôi. Thôi thì nhân quả là như vậy, cái duyên nó là như thế, quán về nhân quả nhân duyên, cho nên chúng ta chấp nhận. Mà khi chúng ta chấp nhận thì cũng là một cái giữ cho mình, và để thương cho người, mà thương người chính là thương cho mình. Đây là một điều mà cái giáo lý nhà Phật hay hơn những chỗ khác đó. Cái gì mình yêu thương người, mình mang tới cho người, chính là mang tới cho mình, tức mình tạo cho họ một cái vô quý thí, cái không phải sợ hãi. Mà cái điều không sợ hãi này chính là một cái điều mà làm tốt đẹp cho bản thân mình, cho tự tâm mình, cho tự thân mình. Bởi vì chúng ta gây nhiều oán kết, chúng ta gây nhiều oán hờn, chúng ta gây nhiều quá đau khổ đó, là cứ trả đũa với nhau, bội cứ nóng giận, cứ oán hờn mà chúng ta làm hại nhau, chứ có chuyện gì. Bây giờ cũng như là nước sông không xâm phạm nước giếng, nước giếng xâm phạm trả lại gấp đôi, hay hoặc là thù này không trả, cũng như là không lớn nổi thành người, hay là
bị tại sao mà giết cha giết mẹ, hại gia đình tôi, hại người thân vợ con tôi phải trả thù, không trả thù sẽ không làm người, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đều là một cái giai tầng ái chấp. Và trong cái sự bực bội, trong cái sự bực bội đó, trong cái sự uất ức đó, mà chúng ta đòi lại, chúng ta lấy lại, thì kính thưa quý vị, tất cả là điều là duyên mà đã tự tạo với nhau. Bởi vì cái tinh thần á, cái tinh thần của xã hội đó, cái tính mà nhân quả, xin lỗi, cái tinh thần của xã hội, cái tính mà cái tính làm người, cái tính văn hóa, cái tính nhân cách của xã hội, nó khác cái tính nhân cách của đạo là chỗ này. Tức là bánh ít đi bánh quy trở về, mà tinh thần của đạo bánh ít đi để mang cho họ được tốt đẹp, không cần bánh quy phải trở về. Họ mang tới cho mình những niềm đau nỗi khổ gì đó cũng không sao. Cũng không sao. Mà chỉ tự mình mới là một vấn đề lớn. Tự mình tiêu hóa nó. Tất cả chúng ta ai cũng như thế, có điều vui, có điều buồn, có điều tốt, có điều xấu, mà chúng ta có người thương kẻ ghét, có người thích, có kẻ không thích, vân vân, tất cả là như thế. Nhưng hãy suy nghĩ lại, rồi cũng đi qua hết tất cả, rồi cũng đi qua. Gặp nhau ở cõi vô thường này giả tạm, rồi phải chia xa. Ta phải chia lìa sự vật. Dù cho ta thương thì cũng phải xa, ta ghét cũng phải đi xa thôi, cũng đi qua. Dĩ nhiên ghét thì phải gặp nhiều, thương thì ít gặp, thương phải xa, ghét phải gần. Nhưng gần hay là xa gì rồi cũng đi qua tất cả. Đó là cái sự thật. Bởi vì tất cả là một vai trò của cảm thọ, một cái sự khó chịu, một cái sự bực bội, rồi chúng ta cũng phải chạy, nó cũng sẽ xuyên qua hết tất cả. Bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu cái điều buồn, sống được bao lâu mà hận thù, sống bao nhiêu lâu mà có cần thiết phải là ân oán không, có cần thiết phải là khó khăn với nhau không, có cần thiết phải là câu thúc với nhau một cách khủng khiếp như vậy không? Những cái cuộc chia ly, những cái sự mất mát của những cặp vợ, những cặp chồng, của những người cha, của những người mẹ, của những người con ở trong từng cá thể gia đình của xã hội. Nếu sự thấy nghĩ kỹ lại, tất cả họ chỉ quá vì kỹ cho bản ngã của chính mình. Đây là một chuyện quá vì kỹ cho tự thân của chính mình. Tức là họ bảo bọc họ một cách, và bảo bọc và họ yêu quý và họ tôn tạo một cái bản thân của họ quá nhiều. Chứ sự thật ra, nếu mà suy nghĩ kỹ một chút xíu, một chút xíu bệnh hoạn, một chút xíu vô thường, một vị thiên sứ của sanh già đau bệnh, cái thiên sứ của bệnh gọi, thiên sứ của chết gọi là kết thúc trong cái kiếp này, để chúng ta, nếu như chúng ta biết buông, chúng ta muốn dừng lại đó, thì nó không có đi theo ta nữa. Cũng y như bây giờ, cái điều mà họ gây rối cho mình đối diện, chứ mình không có thể nào mà tránh né được. Cái sự tránh né thì rồi, tránh né hôm nay ngày mai cũng phải đối diện, tránh được kiếp này rồi kiếp sau cũng tiếp tục cái quả nó phải tới nữa. Cho nên nếu chúng ta tu tập, của chúng ta dùng nhiều cái thiện sự để đẩy lùi cái ác đó, hay là chúng ta dùng nhiều cái hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp, chói sáng cả đời này như trăng thoát mây che, thì cái điều đó là quý giá. Chứ còn không, trốn ở đâu, tránh ở đâu thì cũng không thể thoát được. Bởi vì nhân đã gây, quả đã, quả chắc chắn phải trổ rồi. Nó như thế. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cái nghiệp chúng ta đã tạo rồi,
thì nó phải là như thế. Người ta đau khổ cũng như chính mình đau khổ. Cho nên đừng có hại người, mà hại người chính là hại mình, mà không hại người chính là tự chúng ta đã tạo cho mình một cõi an toàn vô cùng, một cái bến đi, một cái chốn về, mà không phải sợ hãi. Đêm chúng ta ăn, chúng ta ăn ngon, ngủ chúng ta ngủ yên, chứ mình gây nhiều cái quan kết quá thì chúng ta ngủ chúng ta hay giật mình, chúng ta sợ, sợ người giết, sợ người ám toán kiểu người, rồi chúng ta biết rồi xưa cũng như là đi như vua chúa giờ sợ thích khách rồi, hay hoặc là bây giờ tranh quyền thì sợ người ta ám toán hại mình bằng những cái tai nạn hay bằng những cái độc dược vân vân. Thì kính thưa quý vị, nó nhiều lắm. Cho nên nếu cuộc đời này, nếu ai cũng biết yêu cái bản thân mình, và ai cũng biết hiểu biết đứa đính tha nhân có trái tim, thì để nghĩ đến tha nhân thì xã hội này nó mới thái bình được. Bởi vì còn chúng ta thấy còn tranh giành quá, làm sao mà được cái hòa bình? Không được cái hòa bình với nhau nữa, làm sao có cái chuyện thái bình? Không có chuyện đó. Tâm chúng sinh vốn là chứa đầy nhiều tham ái, oán hờn, chấp thú, sân hận, bực bội, ganh tị, oán hờn, đố kỵ, chấp ngã, chấp ta. Chỉ đi một cái nhìn thôi, đi trong cuộc đời một cái nhìn thôi, tự nhiên nhìn một cái là quý vị có chuyện chém giết nhau rồi. Ở Việt Nam cũng lạ, cũng những cái chúng sinh nó cũng tức cười, nó quan trái từ đời nào rồi, tự nhiên người ta nhìn cái nhìn thấy ghét, kéo đầu mà xây lại cuộc dây đánh đập người ta đến chết hay đến bị thương. Thì tại ghét cái nhìn, ghét tại sao nhìn họ như vậy, họ cảm thấy bị tổn thương, họ cảm thấy bị xúc phạm. Bởi vì họ tưởng đâu họ tức là ông trời ông thần không vậy đó. Thì chúng sinh nó như vậy đó, không có biết, không có hiểu rằng là cái chuyện nhiều khi á, người ta nhìn mình thì cái mắt nó bình thường thôi, cũng như mình nhìn người ta thôi. Thì mình nhìn thí dụ như người ta đứng trồng lại một chút xíu, đứng nhìn lại chút xíu thì họ có nghi vấn, và cũng như nó chạy xe trên đường, như thấy quý vị thấy đi xe trên đường thấy tức cười, có nhiều người chạy qua mà quái lại nhìn, tức nhìn một cách tức là khó chịu, mà trong khi đó chưa biết ai sai, nhiều khi họ sai mà họ cũng biết họ sai, họ quái nhìn lại như là một cái sự thách đố, như là một cái sự hằn học. Thì đó nhiều cái mà nó một cái chuyện nhỏ hết sức là nhỏ luôn, nhưng nếu mà không có biết quý trọng cái chính họ lúc đó, họ tưởng họ hay à, kêu đồ họ dùng cái câu như mạnh được yếu thua vậy đó, hoặc là họ để giải quyết theo cái tinh thần bực bội khó chịu của chính họ, và thế là có những cái cuộc tông xe đánh đập hoặc là giết hại lẫn nhau một cách tức là nó vô lý. Nhưng đứng trên cái nhìn người ta nó vô lý, nhưng hiểu theo Phật pháp thì cái đó chính là cái quan niệm từ tiền thân của chính họ rồi, chỉ có một chút xíu thôi mà gây nên một cái sự ca oán đau khổ cho người. Bởi vì cho nên ở trong pháp cú kinh đó, chúng ta thấy Phật ngài dạy đừng có gây cái đau khổ cho người, chớ bảo giết. Là tại sao như vậy? Quả thật thì chúng sinh mà gây nhiều cái tiền thiên, ai cũng sợ hình phạt, mọi người đều sợ cái tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Pháp Cú Kinh phẩm hình phạt câu 129 dạy như vậy đúng. Mỗi người sợ hình phạt, mỗi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Chỉ là một sự la hét như chúng tôi đã trình bày đó, chỉ là một sự la hét của các vị. Họ gào thét, họ cự nữ với nhau thôi, hăm dọa với nhau thôi. Nhưng Đức Phật ngài đã dạy, đã là
ra một cái điều học là các thầy tỳ kheo không có được làm như thế. Mỗi người tại sao mà phải dọa nhau, phải dọa hăm dọa, phải dùng cái bạo lực với nhau? Vì bởi vì tất cả mọi người ai cũng sẽ sợ, ai cũng sợ đau, mình đau người ta cũng đau. Thử mình đánh, thử người ta đánh mình đau thì mình đánh lại thì cũng đau. Nhưng điều người ta đánh mình nó tự nhiên, tôi không chọc không ghẹo mà lại ghẹo chọc tôi. Thì hiểu như vậy, trên cái nhìn của chúng ta không có hiểu về nhân quả, chứ sự thật ra như đã nói, tất cả đều là một cái mệnh đề của nhân quả mà nó gặp nhau. Nó cũng có cái nhân khởi hết. Các pháp trong cuộc đời này mà đều là duyên khởi, duyên hợp, duyên sanh, duyên hợp, chắc chắn là như vậy. Tại sao mình gặp một người nào đó mà như tự nhiên cảm thấy bực bội, rồi mình gặp một người đó tự nhiên mình thấy thương, rất là thương, cái thương thì mình chịu, còn cái ghét thì mình chống đối, tự nhiên nhìn người đó thấy ghét rồi. Nhưng tự nhiên gặp người đó thấy thương à, tại sao không nói? Nhìn người đó thấy ghét á thì bảo vệ cho cái ghét. Còn tự chúng ta gặp người đó cứ như chúng ta thấy thương, rất là thương, cho nên chúng ta chỉ chấp nhận cái duyên mà vừa lòng với chúng ta thôi. Còn cái duyên mà nó nghịch lòng ta thì ta đẩy ra. Thì đây cũng chính là một cái điều mà không đúng, mà chính Đức Phật Ngài đã chỉ cho thấy cái điều này. Tức là do chúng ta cái gì? Chúng ta do có cái sự chấp ngã, chúng ta thật sự không hiểu biết được. Chúng ta hại người, hay chúng ta bảo chúng ta sai người để quý diệt đối tượng, để làm hại làm hại người, hay là gây đau thương cho người. Chứ thật ra chính mình thôi, chính mình đã tạo, chính mình đã làm, và chính mình đã tạo nên một khung hình. Cái sự niềm đau nỗi khổ đó cũng chính tình mình gây ra, chúng ai. Mình luôn than thở trái đất, tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Chứ sự thật ra chính cái đó là mình, bởi vì mình là thừa tự của nghiệp mà. Mình là nghiệp đó, nó là quyến thuộc, nó là tài sản, nó theo mình mà. Và chính mình thừa tự của nghiệp, chứ mình đâu có thể trốn tránh được. Nhưng chúng ta gặp phải những cái đó, chúng ta không bao giờ mà có một cái sự tỉnh giác. Ai cũng nghĩ nếu như ai cũng hiểu được như thế này thì nó đỡ. Nếu như chúng ta gặp một cái điều mà trái ý nghịch lòng, bị người ta đánh đập, bị người ta chửi bới, bị người ta lừa gạt, bị người ta phỉnh gạt, bị người ta bỏ quên, bị người ta xem thường, bị người ta như thế này thế nọ, mà chúng ta dừng tâm lại một chút xíu, thì ra cái này là mình đã có cái nợ của người này, và cái duyên phải trả cho người này thì bây giờ phải trả, chứ không thể nào mà chúng ta tránh được. Thì cái mà họ đang tạo đó chính là họ tạo trả quả, đó chính là họ đang tạo cái nghiệp ác, chứ không phải là họ làm gì là không có tội. Cái người mà gây đau thương cho người, mà cái người bị quả đó là người đó đang trả quả. Nhưng quả thật cái người mà gây ra cái quả đau thương cho cái người đang bị này cũng chính là người đó đang tạo quả. Cảm ơn sư từ khi vẫn còn nghe rõ được và dạ, một Phật cũng từ lúc vậy. Thì chính chúng ta hiểu được cái điều đó, cho nên chúng ta không gây cái nhân, mà là một người bởi vì Đức Phật, bởi vì trong tinh thần giáo lý của nhà Phật á, đối với người trí là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nếu chúng ta biết cái quả mà chúng ta tránh né đó, thì chúng ta không có bị gặp để chúng ta bị nhé. Chứ còn bây giờ nếu như chúng ta mà cứ hơn thua, hay là vì cái sự bảo bọc, vì coi như là bảo bọc mình quá mà giết người, hay là vì cái sự che giấu của mình mà chúng ta lại là đi giết người, hoặc là chúng ta làm hại người, hay là bằng một cái người ta làm mình không vừa lòng, người ta chê, người ta khen, người ta nhìn mình cách nào đó, chúng ta dùng một cái áp lực để chúng ta để mắng mỏ hay là đánh đập người, thì điều này, kính thưa tôi thầy đại chúng, thì điều này tội lỗi vô cùng. Khi cái điều mà
mình không muốn thì người khác cũng không muốn. Mình đói người khác cũng đói. Thì cái đói cái khác này có thể nhường nhịn. Mình hãy nhường cho họ đi. Nhường bằng cái gì? Mình có thể đói một chút xíu mà không chết. Nếu người đó đói một chút xíu họ chết thì chúng ta nhường. Mình khác, một họ khác, chúng ta cũng biết nhường khác cái khác cho người. Cái tinh thần của người người tu, người thực hành theo lời dạy Phật đó, mà nó sẽ không chết, nó sẽ không khác đâu. Cũng như cái điều bực bội, họ mắng họ xả chút xíu rồi, thôi kham nhẫn, chịu đựng, rồi nó đi qua. Chứ có cần thiết phải phải kháng cự lại. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái điều khổ đau, có nhiều nhiều cái điều bực bội đó, phải do cái gì? Phải do cái sự tránh né, phải do cái sự kham nhẫn, phải do cái sự phòng hộ. Thì tự chúng ta không cảm thấy đau khổ, và chính cuối cùng là do cái sự tu tập. Nó hay vô cùng do sự tu tập. Thì thôi, có như là hết duyên, hết phần, thì chúng ta dừng lại. Và trước khi dừng lại đó, chúng ta suy nghĩ, xét soi coi mọi việc nó như thế nào, để chúng ta cuối cùng chúng ta đưa ra một yếu lý hết sức là tốt đẹp, để không hại người, để không hại cho mình. Và cuối cùng, chúng tôi nhớ chúng tôi có đọc một cái câu chuyện mà đó là câu chuyện thật, được kể thật luôn. Hai vợ chồng sống với nhau, bắt đầu tiên rất thương nhau. Rốt cuộc sau, tự nhiên hai người bực bội, khó chịu. Rồi không có một kẻ thứ ba xuất hiện. Nhưng tự nhiên, cả hai cảm thấy ngục tù, cảm thấy, thấy có một sự nguy hiểm cực kỳ nó tới với mình. Thì thế là ra tòa. Thì một hôm á, khi ra tòa sau, trước khi ra tòa đó, thì hai người nói thôi bây giờ mình sống bây giờ chia ra tài sản phân nửa rồi. Xong bắt đầu chia, có hai đứa con, chia hai đứa con ra, một người dẫn một đứa con. Thì cô vợ dẫn một cái đứa con nhỏ đi, để là một cái người con mà con trai ở nhà cho người chồng. Cô ta ra đi, cô ta chuẩn bị, cũng hai vợ chồng cũng không có cái gì mà sùm xóm làng hay gia tộc gì, mà hai người cảm thấy không có hòa hợp nhau nữa. Thì trên đường thì đi á, thì kính thưa quý vị, thì lúc đó cái đứa con nhỏ đó nó bị viêm phổi, nó sốt. Thì kêu taxi đi. Rồi lên đứa taxi thì lúc đó cái đứa bé nó bị sốt. Nó bị sốt á, thì chạy vô trong vô bệnh viện á, thì người ta bảo à, ba của đứa này đâu, chạy vòng chạy xuôi, cái cô vợ phải lo nào là thủ tục cũng như nhập viện, rồi lo tiền bạc tất cả mọi thứ, quên luôn mọi thứ hết. Rồi mình phải chờ đợi khám và trong chờ, rồi phải đi mua những một số vật dụng để chuẩn bị để nhập viện. Thì lúc đó cô ta mới nhìn thấy xung quanh có vợ có chồng, tự nhiên có người này có người kia lo, mà giờ có mình cô ta lo à. Và lúc đó ông chồng cũng phải vì ghen ghét nhau nữa mà tự nhiên cảm thấy không hợp nhau. Nhưng lúc đó tự nhiên gọi điện thoại rất nhiều lần, coi như là đã đi đến chỗ nào, coi như là bực bội chia tay nhau. Bây giờ nói rồi thôi chia tay trong ngày luôn. Rồi thí dụ cái đó thì bắt đầu mới hỏi bây giờ đang đến về nơi coi như chỗ trọ nào rồi. Cô ta không có bắt máy, gọi nhiều cuộc như vậy. Thì cuối cùng thì cô ta đưa cái đứa con mình vào cái chỗ, cái phòng cái phòng mà để cấp cứu xong rồi đó, thì đưa xuống phòng ngủ đó, cái đưa xuống cái phòng mà bệnh đó, thì cô ta mới nhận cú điện thoại. Hỏi đang ở đâu, chồng hỏi vợ đang ở đâu, thì vợ mới trả lời là đang ở bệnh viện, con đã bị viêm phổi. Thì lúc đó cả hai người thì mới khủng khiếp, tại sao kỳ vậy, tại sao mà trách móc nhau, tại sao cần thiết gì phải quan tâm nhau. Nhưng lúc này tự nhiên họ có cái sự quan tâm, thì ông chồng chạy tới bệnh viện, thì sau đó hai người gặp nhau rồi rất là mừng. Rồi sau đó đi về thì họ mới hiểu ra được một điều á, có những lúc chúng ta quá chuộng một cái đời sống gọi là khuôn mẫu mà cả hai đều không hòa trộn với nhau, đối diện với nhau bằng một cái tự ngã của mình, hay là bằng cái bản thân của mình, yêu của bản thân của mình,
hơn là những người xung quanh. Vợ biết yêu vợ, chồng biết yêu chồng, nhưng quên đi những đứa con. Và ngay cả luôn là những đứa con nó vô tội, nhưng điều mà có tội giải gì, chỉ hai người chỉ là đối đầu nhau. Thì kính thưa quý vị, ở đây tôi nói về cái tình nó lại. Thì sau đó hai người mới trở lại và rút đơn, không có ly dị nữa. Thế đây chúng tôi muốn nói rằng, có những lúc chúng ta, có chừng những người, những con người của chúng ta nó có sai rất là nhiều lần. Ở chỗ mà chúng ta tự chấp cho rằng mình hay, cho rằng mình đúng. Nhưng sự thật ra, trong mỗi cuộc sống này, giữa cuộc sống gia đình, cuộc sống của thầy trò, cuộc sống của xã hội, nói chung là còn quan hệ, còn cái sự sinh hoạt, thì nó cũng đều là một giai tầng, nó đều một giai trò để mà kết nối. Người, có như người nửa cân tám lạng, thì người bị có như là những cái sự thiếu sót, những cái sự lỗi phải, mà chúng ta phải biết nhường nhau, phải biết yêu thương nhau. Cái việc yêu thương nhau đó, nó mới tự là một cái bản thân tốt. Cái người biết lỗi là một hành động tốt đáng khen ngợi. Và cái người xin lỗi là một hành động cao thượng. Quý vị nhớ, người biết lỗi là một hành động đáng trân quý, nhưng người ta biết xin lỗi là một hành động cao thượng. Chúng ta phải nhớ điều này. Cho nên nhiều khi là có những lỗi lầm, có những bất hòa, có những cái điều mà nó không có đưa đến tốt đẹp, thì hãy thương, hãy quý trọng nhau, đừng có gây nhiều cái ân oán đau khổ cho nhau, đừng gây cho người khác. Bởi vì Tasma na himse paramattaka mô tí, thì rất là hay. Nếu mà biết thương mình thì đừng gây hại cho kẻ khác. Cái này cái tinh thần của Phật dạy vậy đó. Và như thế thì chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp. Và không phải nói rằng là không gây hại cho kẻ khác, mà chính chúng ta ở một điều đặc biệt nữa, tức là biết chấp nhận, biết đón nhận những niềm đau, những nỗi khổ, biết cái sự tha thứ, biết cái sự buông bỏ. Nhiều khi người ta đang nóng giận đó, mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, ngay cả người ta đánh mình trong lúc giận hờn đó. Rồi chúng ta lấy cái đó ra, nhưng chúng ta biết rằng đó là người ân của mình đó mà. Nhiều khi đó là những vị sư phụ, nhiều khi đó là cha mẹ mắng nhiếc đánh đập con, chút xíu con quay ra quán hờn, hay mình quán thầy mình, những người thân của mình. Như vậy thì sao đấy quý vị? Nhiều khi sư phụ hoặc thầy có những lúc bực bội, nặng lời, khiển trách nặng, thì tự nhiên chúng ta bực bội. Nhưng điều sự thật ra là chúng ta bắt bẻ điều này, bắt bỏ điều kia, hoặc là cha mẹ, thì cái điều đó cũng không có đúng nữa. Hay hoặc là những người bạn, những người thân với nhau, hay những người ân của chúng ta làm sao? Người ta ân nghĩa với mình, thôi kệ, hãy lấy cái gì? Hãy lấy cái tình thương, hãy lấy cái gì? Hãy lấy cái nghĩa, hãy lấy cái tình, cái chân tình mà cư xử, đối xử với nhau. Thì cũng vậy, nếu như chúng sinh khác không ân tình với mình, thì thôi mình cũng buông bỏ, cũng tha thứ. Mà nó có một điều là chúng sinh bởi vì đau khổ nó nhiều. Sợ thì sợ người ngoài chửi thì không dám nói gì. Nhưng điều người thân nói nặng một cái là cảm thấy tự ái, tự giận, bực tức, nó mới khùng vậy đó. Đi điện người ta chửi á, thì im ru. Nhưng về nhà cha mẹ khiển trách, hoặc thầy tổ la rầy chút xíu, hoặc là thầy cô la rầy dạy dỗ, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng bực bội. Thì kính thưa quý vị, đó là một những người hết sức tệ hại. Chẳng những biết thương họ mà cũng biết thương tha nhân. Nếu như biết thương mình mà họ hiểu được, nếu mình như thế thì tha nhân cũng như thế, thì họ là được lợi cả hai. Mà còn nếu như trường hợp mà mình không có biết tôn trọng, quý trọng cái bản thân của mình, thì quả thật mình cũng quý trọng người đâu, mình đừng có biết thương người đâu. Họ sống bằng một cái gì? Họ sống bằng một cái chấp ngã, họ sống bằng một cái ta, cái tự ti mà coi như tự đại, tự cao của chính họ. Và sống như vậy thì kính thưa quý vị, họ đau khổ dài dài, từ ở kiếp hiện tại này cũng như ở kiếp
ở kiếp đại sinh. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều dẫn qua cái bài học hôm nay là như vậy. Bài học hôm nay ý nghĩa của cuộc đời, cho nên chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ giải thích những cái điều tốt đẹp, hợp lý kinh lý đạo, để tất cả chúng ta có một cái sự tu tập tốt đẹp, để rồi chúng ta thực hiện đúng cái giá trị của làm cho không làm đau khổ người, cũng không đau khổ mình, cũng không đau khổ người, được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Kính chấm dứt thời gian thứ đôi đây, có điều chia sẻ thất kính của mình, có thể quan hệ kính dân Phật với lành được Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên của chân pháp, chúng ta cũng sẽ thật chư thiên của chúng chúng nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Sa thú kính trình thượng tọa tuyệt quyền với pháp thoại vừa rồi. Bạch Thư Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thư Tọa Thầy Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Thư Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thư Tọa Thầy Siêu, Thư Tọa có ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông... Dạ, Sư Nguyên Thông, khi mà Đức Phật dạy rằng ai cũng thương thân mình lấy cái tâm trạng của mình để mình hiểu người, thì đó có phải là sự cảm thông hay sự thông cảm, sự cảm thông giữa con người với con người không? Tức là mình đặt mình vào vị trí của người, cái đó có phải là ý nghĩa của sự cảm thông? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, lời dạy của Thế Tôn, tức là cái chân lý, là bởi vì bây giờ chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy rõ ràng là mình là thương mình hơn tất cả mọi người. Có một thí dụ mà Đức Phật đã giảng dạy là mình là thương mình nhất chứ không có thương ai. Lúc đó thì có một bà lão, bà nói là không, tôi thương con tôi nhất là. Chứ là tôi không có thương tôi nhiều đâu, mà tôi thương con tôi nhất hơn. Thì lúc đó thì Đức Phật nổi lửa lên để đốt nóng bà. Thì lúc bà đầu tiên thì bà lấy thân bà che chở cho con bà, rồi sau Đức Phật tăng cái nhiệt độ lên. Thì sau cùng thì bà lão đó lấy đứa con ra che cái nóng để cho mình. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng đấy, bà thương cái thân bà nhiều hơn thương con của bà ta. Rồi Đức Phật mới là thâu thần thông lại. Cái điều đó chúng ta thấy rằng ở nhiều nơi Đức Phật lại giảng dạy rằng cái con người của chúng ta ai cũng thương cái thân thể mình, ta gọi là cái tự ngã, cái ác thá của mình đó, hơn mọi người khác. Và biết rõ như vậy thì mình đừng nên là hại người khác. Bởi vì thương người như thể thương thân, cái câu mà Việt Nam mình đã có cái câu ngạn ngữ như thế, là đó là cái chân lý. Vì vậy cho nên người nào mà thường vào room để mà nghe pháp, thì khi mà vào room nghe pháp thì hiểu rõ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhiều lần như vậy, ngày nào cũng vào, thì mình sẽ có một cái sự mà biến đổi trong tâm của chúng ta, một cái sự biến đổi tự nhiên. Nó Tây nó gọi là mutation naturel, tức là mình nghe một cái điều gì đó, nghe thường xuyên thì nó sẽ biến đổi thân tâm của chúng ta vào những cái chân lý đó. Đó, vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ, cái lời giảng dạy này, thương người như thể thương thân, mà cái câu ngạn ngữ Việt Nam này cũng lấy ra từ những cái chân lý này. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng nếu mà chúng ta học thuộc được cái chân lý này mà thường xuyên áp dụng thì chúng ta sẽ lần lần bớt đi cái nghiệp của cái thân hành khẩu hành và ý hành của chúng ta, để từ từ thì chúng ta sẽ thâm nhập được cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà chúng ta có thiền định. Kính thưa Sư Phụ, đó là cái lời giải thích của con trong cái tư tưởng này. Bây giờ con xin thỉnh mời Sư Phụ Trở Lam Mai để giảng thêm những điều mà con nói chưa đúng. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh mời Sư Phụ Trở Lam Mai. Xin trường Sư Nguyên Thông. Bạch Thư Tọa Thầy Siêu, Thư Tọa có ở trước máy không? Nếu Thư Tọa Thầy Siêu đang ở trước máy, xin Thư Tọa hoan hỷ cho biết.
thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa còn ở trước máy không vậy? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa Hoàng Hiền trả lời cho cô thơ lục số 2. Ôi, dạ, thấy thượng tọa Tư Quyền đưa tay. Dạ, xin lỗi thượng tọa Tư Quyền. Sau thượng tọa Tư Siêu thì sẽ thỉnh thượng tọa. Mà thượng tọa Tư Siêu ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài chỉ ghi nhận là chúng sanh không trong đời không ai thương mình hơn bản thân hết, hay là Đức Phật ngài khuyên là chúng ta nên thương mình nhất, và cái thương bản thân mình là nhất, đó là điều đúng. Ở đây Đức Phật ngài chỉ ghi nhận hay là ngài có lời khuyên là chúng ta nên làm như vậy không? Xin thượng tọa Siêu Quang Hiển nói rõ về điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật thầy cha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở trong bài kinh này cũng như ở trong các cái câu kinh Pháp Cú thì Đức Phật không có khuyến khích là phải thương chính bản thân mình, nhưng mà ngài chỉ nói rằng nếu biết mình là nơi thương yêu Atananche Biyan Chanya Rakhayanam Surakhaytam, nếu biết mình là nơi thương yêu, là chỗ thương yêu nhất, chỗ thân ái nhất, thì hãy khéo bảo vệ mình. Còn ở trong cái bài kinh này là ngài dựa vào cái lời trần thuật của vua Pasenadi. Vua Vasenadi và hoàng hậu Valika đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau. Người này hỏi người kia, có ai khác thương mình bằng chính mình không? Thì người kia mới trả lời rằng là Nathi Anyo Kochi Atana Vijetaro, không ai khác thương mình bằng chính mình. Tức là cái ý của vua Vasenadi là hỏi rằng hậu có biết là trẫm thương yêu hậu nhiều lắm không? Thì hoàng hậu Valika mới nói rằng chỉ có thiếp mới thương yêu thiếp nhất, chứ đại vương thì chỉ là gì thôi, đại vương thương thiếp chỉ là gì thôi. Thì ông vua khi mà hỏi thì ông vua cũng trả lời như thế, rõ ràng là dù hoàng hậu Malika có nói rằng thiếp thương yêu đại vương nhất, cũng ông vua cũng sẽ nói rằng không phải, chính trẫm mới thương yêu trẫm nhất, hậu chỉ thương trẫm hạng gì thôi. Thí dụ vậy, thì khi mà được tường thuật lên Đức Phật thì Đức Phật này ngài không phải là ngài khuyến khích, không phải ngài xác nhận
mà không phải xác nhận theo cái lời của vua nói chuyện suông, mà ngài xác nhận để ngài đối lên một mục đích khác. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy đã nói lên bài kệ này: thật ra đó, ê tâm a thăng quý đi toa, sau khi biết rõ ý nghĩa đó, ta văn quê la văn, trong lúc ấy y măng ga thăng a phà xí đã nói lên bài kệ này: tìm khắp cùng tâm thức, không ai không thương ai hơn mình, ai cũng thương bản thân. Thương mình chớ hại người. Do trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì tâm ta hay đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy. Vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người, thì như chúng tôi đã nói là cái này nó hơi, cái văn phòng nó hơi có vấn đề chút xíu. Vấn đề mà tự ngã đó, nhưng mà ở đây nó tóm lại đó là Đức Phật ngài không có khuyến khích là hãy yêu chính mình, mà là ngài dựa vào điều mà chúng sanh, tức là Đức Vua Pasenadi và Hồng Malika, điều mà chúng sanh nói, điều mà người khác nói, thì ngài chỉ nói lên một cái sự thật là chúng sanh thương bản thân nhiều nhất. Ngài chỉ nói lên cái sự thật đó thôi, chứ không phải là ngài không phải là một cái sự khuyến khích, không phải là sự khuyến khích. Chúng ta xác định rõ như vậy. Và ở đây, sau khi ngài xác nhận rằng chúng sanh bản thân nhiều nhất, thì ngài mới nói tiếp: nếu mình biết thương bản thân mình thì tất cả mọi chúng sanh khác họ cũng biết yêu bản thân họ. Mình sợ chết thì họ cũng sợ chết. Mình thích hạnh phúc thì họ cũng thích hạnh phúc. Do đó cho nên đừng có làm hại người khác. Cái câu mà kỹ sở bất dục vật thi ư nhân đó, cái gì mình không muốn thì mình đừng có gieo cho người khác. Bởi vì ai cũng thương bản thân, ai cũng biết thương bản thân. Mình thương bản thân mình không muốn mình khổ, mình muốn mình lạc, thì mình phải hiểu được chúng sanh khác họ cũng sợ khổ và họ cũng muốn mong lạc. Thì cái ý
Đức Thế Tôn là ngài khuyến khích ở chỗ này thôi. Còn cái trước đó là ngài chỉ xác nhận theo theo cái cách thường tình của thế gian, theo cách thường tình của thế gian. Cho nên khi mà chúng ta đọc một bài kệ, đọc một đoạn kinh, chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải chịu khó. Nó hai việc. Thứ nhất là chúng ta phải chịu khó, chúng ta phân tích, cân nhắc cái văn tự. Bởi vì bây giờ những cái bản kinh dịch nó hay tùy tiện, trong cái ngôn ngữ dùng hay tùy tiện, do đó cho nên rất dễ bị sa đà. Chúng ta bị sa đà, hiểu sai đi thưa quý vị. Cho nên cái khó thứ nhất là chúng ta đọc bản kinh là chúng ta phải chịu khó. Người mà may mắn á, mà đọc được cái nguyên bản Pali đó, đọc và hiểu được đó, thì cái đó uống nước tận nguồn. Hòa thượng Minh Châu ngày cũng hay khuyến khích gì, uống nước tận nguồn. Tức là tự mình đi lấy nước mình uống, chứ khỏi phải mượn qua cái bản dịch của người khác. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta chịu khó, chúng ta đầu tư cái kiến văn Phật Pháp, chúng ta học được chỗ này chỗ kia. Nhất là chúng ta học căn bản Phật Pháp và cái giáo lý A Tỳ Đàm, để chúng ta vững được cái tri kiến của mình. Chúng ta đọc chúng ta không có sợ bị nhầm, không hiểu bị nhầm. Nếu mà kiến thức chúng ta yếu chút xíu để chúng ta nghe chúng ta bị nhầm. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải dùng đến cái trí tư, là chúng ta phải đặt trọn vẹn cái niềm tin nơi Đức Phật là bậc văn nghĩa phụ túc, ngài thuyết pháp đúng với chân lý và liên hệ đến mục đích giải thoát. Do đó cho nên những câu nói mà làm cho nó ngược pháp lại đó thì chúng ta cẩn thận. Có cái ông Thị Nam kia, ông Surat, chúng ta thì có cái, khi mà chưa biết Phật Pháp, chúng ta có cái bệnh gọi là sai xưa. Nhưng mà có một điều là ông ta có duyên với Đức Phật, cho nên hễ khi mà ông ta sai vậy đó, gặp Đức Phật ngày đi khất thực Nga, vừa thấy mặt Đức Phật là ông ta tỉnh rượu liền. Tỉnh rượu liền, khỏi phải uống đậu xanh hay cái uống cái gì để cho nó giả rượu. Ông ta gặp Đức Phật là ông ta tỉnh rượu liền. Ông ta mới thỉnh Đức Phật vào, ông ta cúng dường vật thực, và Đức Phật ngày thuyết pháp, ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì Đức Phật ngày thuyết cho chúng ta nghe về vô thường, khổ đau, vô ngã. Khi mà Đức Phật ngài vừa ra đi xong đó thì ác ma xuất hiện, cũng hóa hiện thành một cái thân tướng như là vị Phật vậy, như Đức Thế Tôn. Khi mà đi đến nói này Thị Nam, khi nãy lúc sáng vừa lại các pháp là vô thường, nhưng mà các pháp huy là vô thường, nhưng mà cũng có
cũng có một vài pháp là thường. Các pháp vô vi là khổ, nhưng mà cũng có những điểm là lạc, là vô ngã, nhưng mà cũng có những pháp là hữu ngã, vân vân. Đối đến cái chỗ đó thì Sura mới nói rằng, ông suy nghĩ rằng đây không phải là Đức Thế Tôn. Rồi ông ta mới nói rằng Ngài là ai, nhân hay là vị nhân? Bởi vì Đức Thế Tôn không bao giờ thuyết pháp mà nói đi nói lại như thế. Thứ nữa là cái thông lệ của Đức Phật đó, là hễ Ngài đã quyết định từ giả thí chủ ra về thì không có lý do gì mà Ngài trở lại một cách đột ngột như thế. Thì Mương nó biết là gặp phải đệ tử của Đức Thế Tôn thứ thiệt rồi, cho nên bí mật ông mới vào chùa mới bạch Đức Phật cái sự kiện đó. Thì Đức Phật mới tuyên dương trong thể nam mà đệ nhất về niềm tin đối Như Lai đó là Sura. Thưa quý vị, chừng nào mà chúng ta có được cái niềm tin là khi chúng ta đọc trong cái bài kinh này đó, và chúng ta nghe cái bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy mà dịch ra là không thân hơn tự ngã, tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vị ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người, câu nào cũng dùng cái tiếng tự ngã như vậy đó. Để làm sao mà chúng ta, quý vị đừng có sợ rằng để chúng ta diễn như vậy sợ mình dị ứng với kinh, với kinh điển. Không phải, cái nào phải thì thôi, còn cái nào nó không phải thì mình phải chỉnh lại. Với hơn nữa, ở đây Đức Phật Ngài dùng cái từ đó là từ trong nghĩa tục đế thôi, chứ Ngài không có nhấn mạnh ở chỗ. Tại vì mình dịch ra tiếng Việt của mình thì mình dịch ra như vậy, mình cố tình mình để cái chữ tự ngã cho nó to tát lớn chuyện. Chừng nào mà chúng ta được như vậy thì chúng ta xem kinh mới là ổn. Thì ở đây nó tóm lại là Đức Phật Ngài không có, Ngài không có khuyến khích, mà Ngài chỉ nói lên cái sự thật vậy. Nhưng có điều Ngài khuyên là nếu biết mỗi người ai cũng yêu chính mình, cũng thương yêu chính mình, thì mình sợ khổ, mình đừng gieo khổ cho người khác. Mình muốn thì mình nên đem sự an lạc cho người khác, vậy thôi. Chứ tôi xin chức lời ở đây vô của thầy. Sa thú cứ trưng xin tôi tự sư. Xin thỉnh sư huynh trả lời cho một câu nữa rồi thỉnh sư huynh đi nghỉ. Bạch thưa tôi tự sư, có một điểm rất là tế nhị. Chúng ta đọc những bài kinh trước cũng câu phẩm của Sa Lát đó. Thì Đức Phật này, đây là lời dạy của Đức Phật là ai mà biết thương mình thì nên làm các việc thiện, bởi vì công đức đã tạo chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Thì đôi khi chúng ta học Phật chúng ta cảm thấy có một cái lấn cấn, có nhiều khi nói rằng mình hãy quán tất cả là vô ngã, phá đi cái ngã chấp đi, đừng nói là đây là ta, là của ta, là tự đại của ta. Nhưng mà rồi có những đoạn kinh khác thì nói rằng mình nên biết khéo mình là bằng cách là mình làm các việc thiện, hay là mình hộ trì chính bản thân mình. Thì chúng ta nên giải thích như thế nào về điểm này? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà thuyết pháp, Đức Phật Ngài dùng
hai cái lối ngôn ngữ. Một là dùng cái loại ngôn ngữ theo thưởng thức chế định, hai là dùng cái ý nghĩa chân đế Parabhata. Ở đây trong những cái bài kinh trước đó, cho đến các cho đến bài kinh này quý vị, hay là trong kinh Pháp Cú quý vị, người biết thương chính mình nên làm các việc thiện vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Cái gọi là thương chính mình đó, biết thương chính mình là nói trong cái nghĩa, cái nghĩa thưởng thức, chứ không có cái nghĩa, không phải là đệ nhất nghĩa đế, không phải là chân đế, không phải nói theo cái cách chân đế. Nói theo cái pháp chân đế thì các pháp nào cũng, các pháp phi là vô thường, đã có sanh thì có diệt, mà cái gì có tánh cách sanh diệt thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thì nó không theo ý muốn, sắp không theo sắp đặt của một cái quyền năng nào á, thì như vậy là vô ngã, là nói theo cái phép chân đế. Còn nói trong cái nghĩa tụng đế, thí dụ như người ta thường có cái câu nói rằng là mình sống ở trong cái cuộc sống ăn chắc mặc bền, nó không có phải là xe xua màu mè, mà nó dở hay là nó bao rách mau hương cũ, nó tốn tiền mà mất, thì thôi bây giờ kể nó không có hào nhoáng, không có đẹp lắm, nhưng mà nó bền được rồi. Còn ăn thì không cần món ăn cao lương mỹ vị, chỉ là nó ngon thôi, hay là cái gì cho no bụng, nó chắc bụng là được. Thì cái câu mà nói ăn chắc mặc bền đó, câu đó không phải nói rằng mình hãy đi tìm cái mà trường tồn vĩnh hằng. Chúng ta phải biết rằng cái này nó không có nằm ở trong cái lý đối đãi với cái sự vô thường hay là thường. Bởi cái câu ăn chắc mặc bền đó là ý người ta nói khác, người ta nói theo cách thưởng thức, là làm cái gì cho nó có cái thực chất một chút xíu, chứ đừng có hình thức. Như vậy thôi. Cũng như ở đây, khi mà nói đến các pháp huy là khổ, nếu mà nói như vậy thì tại sao có những lúc Đức Phật Ngài dạy rằng nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người vui ta làm phước, sanh thiện thú vui hơn. Nghĩa là có những câu kinh Pháp Cú của Đức Phật Ngài dạy, hoặc là như là Sukho Punyasso Chiyo, tích lũy phước báo là an lạc. Tại sao cái lúc Ngài nói các pháp vi sape sankara dukkha, mà bây giờ thì Ngài lại có nói đến là làm phước sẽ dẫn đến sự an lạc, là sao vậy? Thì thưa quý vị, cái câu mà sape sankara dukkha là nói theo pháp chân đế, còn cái câu đây là nói theo thượng thức, bởi vì nó khổ, nó tùy cái khổ. Trong khi đó, bây giờ nói chuyện trước mắt, cái khổ mà thiếu ăn, đói ăn, khát uống,
thiếu nhà cửa vân vân, hay là bị bệnh tật, cái đó là khổ thiệt. Bây giờ mình làm phước để mà mình không có cái khổ đó thôi. Còn cái chuyện mà pháp môn vi nó là khổ thì đương nhiên rồi. Dầu cho chúng ta sống trong hạnh phúc, chúng ta cũng bị các pháp môn vi cũng là khổ, các thân của quẩn này nó cái sanh diệt vô thường là khổ. Nhưng mà một cái nghĩa chân đế và cái nghĩa tục đế cũng vậy. Khi mà nói các pháp là vô ngã, là không có nằm dưới chủ quyền của ai hết, không có ai sai khiến, sai xử gì hơn hết. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là cá nhân này và chúng sanh khác, thì bây giờ nếu mà đặt cái trường hợp thương, thương là ái, nhưng mà chỗ này thì chúng ta khổ có bàn luận đến chi cái chỗ đó. Bây giờ người mà họ dầu cho Đức Phật này cấm, họ cũng thương, họ cũng thương chính bản thân họ, thì thôi giờ Đức Phật này dựa vào chỗ đó người nói, à nếu mà các ngươi biết thương bản thân mình đó, thì nên tạo cái điều thiện, tránh cái điều ác đi, để không có bị khổ đau, để có cái điều thiện đó, tạo cái phước nâng đỡ trong ngày vị lai, vân vân. Thì người khuyên như vậy. Chẳng hạn có khuyến khích, thí dụ như chúng sanh trong đời này mà họ đã là một người đắc đạo quả hết, họ đắc đạo quả hết, họ đắc đạo quả Ana mới A La Hán hết, thì Đức Phật ngài không có khuyên là phải biết thương chính mình. Ngài không có thiết, không nhắc lên chỗ đó đâu, bởi vì cái đó là không còn tác dụng đối với các bậc thánh đó nữa. Còn như đối chúng sanh phạm phu, thì dầu cho ngài nói hay không nói, họ cũng là thương bản thân họ. Mà có những người họ thương bản thân họ bằng cách mù quáng, là hễ bản thân họ thích chơi bời lêu lỏng, thích cờ bạc rượu chè, họ sẵn sàng, họ chiều theo cái thị hiếu thị dục của họ, họ làm. Thì Đức Phật này gặp trường hợp đó, ngài mới khuyên khích, nếu mà ngươi nói rằng ngươi thương bản thân mình mà ngươi làm như vậy, tức là ngươi tự làm khổ bản thân mình. Nếu mà ngươi nói rằng ngươi thương chính bản thân mình đó, thì nên làm các cái điều lành, điều thiện đó, thì có thể đem đến hạnh phúc đời sau vân vân. Cái đó là ngài cũng là nhân sự tùng sự, là cái tâm lý của chúng sanh như vậy, thì ngài khuyến khích như vậy thôi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư. Sa thú, kính trình thượng tọa từ sư. Kính trình sư Đi Nghĩ. Thượng tọa Tư Nguyên ơi, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu dạ. Có lẽ một ở trong những điều khó nhất trong cuộc sống đó là mình sống với sự cảm thông, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người. Nếu mình sanh ra đời mà tâm con người mình vốn ít có cảm thông, ít có nghĩ cho người khác, bây giờ mình làm sao để mình sống có cảm thông? Xin thỉnh thì tôi tự nguyện quan nghĩ giải thích một vài chia sẻ một vài cái suy tư về điểm này, kính thỉnh thưa tòa. Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ Nam Mô Tham, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Có vấn đề đến cho tôi liên quan, chào tất cả quý vị, con kính sư phụ một con đi băng lạnh, dạ thỉnh sư phụ đi nghỉ trước, dạ một phút. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì làm sao thống mà có một sự cảm thông. Nếu mà có một sự cảm thông á, cái điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tấm lòng vị tha. Nói một cách đạo pháp hơn thì có một cái tính từ bi một chút xíu thì chúng ta mới có cảm thông được, có lòng từ và lòng bi đối với chúng sinh thì mình cảm thông với chính họ. Khi mình thấy mình đã hy sinh, mình thấy thương họ, thấy họ đang đối khổ,
mà rồi từ chỗ từ đó đó mình mới có cảm thông mà chúng sinh nó phải đau khổ như vậy, và mình có một sự thương xót hơn nữa. Nếu đó chính là cái gì, người thân của chúng ta thì sao, thì tự nhiên mình phát khởi lên một cái sự chia sẻ cho chính họ. Và đó, nếu mình theo tinh thần Phật pháp thì đó là những người thân của mình thôi, chứ cũng không phải là ai đâu. Dạ, thì đòi hỏi phải có một cái quân tập, một cái đức tính tu. Và nếu như ở theo xã hội á, tức là chúng ta phải có một cái sự, phải có một cái tấm lòng vị tha, một tấm lòng tức là không có câu chấp, mà chúng ta gọi là cái tính tức là quảng đại. Thì ai tập có cách sống quảng đại thì mới được. Chứ còn nếu như trường hợp mà nhiều khi á, mình quyền chức giàu có này nọ, nhiều khi với những người xung quanh của mình người ta thiếu một trách nhiệm gì đó, chúng ta cũng cảm thông cho họ hơn là chúng ta trách họ. Tuy chúng ta thuê mướn, thí dụ như người làm của chúng ta quên cái việc này, quên cái việc kia, thì nếu mà chúng ta hiểu quá thì chúng ta có cái sự cảm thông, thì nó là một cái chuyện rất là khác. Chứ còn nếu như chúng ta không có cái sự, không có một cái hiểu thương thì chúng ta không cảm thông như chính họ, mà chúng ta cho rằng họ làm như vậy tại sao họ lĩnh lương, người ta giao như vậy rồi mà họ làm không đúng, vân vân. Thì ở đó chính là không có một sự cảm thông, hay là họ trễ nải một chút xíu. Thì có những nguyên tắc, nhưng điều mà có những cái cũng phải sống bằng một cái giá trị cảm thông với nhau. Bởi vì hoàn cảnh nó chẳng nặng đừng, thì đòi hỏi những người đó có cái tấm lòng vị tha, có một tấm lòng quảng đại, mà chúng ta gọi là cái người sống hùng khí, không có chi tiết, không có nhỏ nhặt, và hiểu biết được cảm thương nó cho tha nhân. Còn quả thật nếu như một người tu thì cần phải có một cái tấm lòng từ bi đối với chính họ, thì chúng ta mới có một giá trị cảm thông, nó thông suốt được ở trong cuộc đời này á, kính thưa quý vị. Thế nói như vậy đó, mà chúng ta không dễ dàng đâu. Khi mà chúng ta bị mất mát một chút xíu, mất mát một chút xíu tiền của, tài sản, danh vọng, sự nghiệp, thì sự thật ra mà nói chúng ta khó có cái sự cảm thông cho người. Nhưng nếu mà người mà hiểu biết, có nhiều người, thí dụ như bây giờ người ta chạy xe, người ta gây cái tai nạn, cái tai nạn đó, có những người rất là cảm thông, có những người không có cảm thông, và có những người chẳng những không cảm thông mà gây tới sự đau khổ cho người thêm nữa. Cái điều này nó cũng rất là dễ, bởi vì sao? Người ta không có vô tình, người ta không cố tình người ta gây tai nạn, không phải cố tình mà ta chạy ẩu mà để chạy mà để cho mình phải cho phải gây cái tai nạn tới mình. Nhưng điều mà chỉ xe mà nó đông, nó chật thì một chút xíu với nhau, nếu chúng ta không biết bình tĩnh xử lý, giải quyết cảm thông cho nhau thì sẽ cự nhau ngay, sẽ coi như là tiếng chài tiếng gì, và cái đấm cái đánh cái chửi mắng vân vân, bực bội khó chịu. Nhưng sự thật ra là chúng ta biết là con người tham gia, con người vận hành quá đông, sinh hoạt quá đông, thì chắc chắn phải có một cái sự đụng chạm. Có nhiều người ngay cả họ có được những cái chiếc xe ô tô hay những chiếc xe gắn máy nó tốt, chỉ trầy trộn một chút xíu thôi mà làm quá lớn, không có cảm thông mà gây cái sự đau khổ đến cho người nữa, bắt họ phải đền, phải bồi hoàn cái điều này điều nọ, thì nó cũng hơi là một điều quá đáng. Bây giờ cái đó đòi hỏi nó đức tính, tức là có đức tính vị tha, tới đức tính tức là như đã nói là đức tính tới quảng đại một chút xíu. Bây giờ mình bắt ép người ta phải làm như thế này, bắt ép người ta phải làm như kia, thì nó rất là căng thẳng. Đó, chúng ta thấy như cái chuyện mà báo chí cũng nói quá trời quá đất luôn. Cái người làm, cái đứa bé nhỏ, học sinh 16 tuổi mà nó chỉ ăn cắp một cái áo thôi, một cái áo, ăn cắp đồ bán ở trong shop đó, mà phải hành hạ người ta như vậy, đến cho nổi tất cả thế giới, và luôn cả nó đăng tin là thế giới, báo chí nước ngoài người ta cũng nói luôn. Rồi cũng như là ở trong Việt Nam cũng vậy, người ta cũng bất bình với những cái chuyện như vậy.
chỉ có 100 mấy chục ngàn, thì hỏi cái đó điều đó đúng hay là sai. Cái điều đó nó trộm cắp là cái điều sai. Những cái điều sai hơn nữa là chúng ta phải có một cái sự giáo dục, chúng ta có cảm thông và nó quỳ, nó năn nỉ, và buộc bắt ép nó phải trả như thế này, bắt ép nó phải trả như thế kia. Thì ở đó chính là không có cái gì, không có cái sự cảm thông, không có sự hiểu biết. Con người giống đã, mình là người có là chủ cả thì mình phải biết làm một cách hay hơn chứ. Tự nhiên cần thiết gì mà mình phải đưa lên Facebook mà để mà lan truyền như vậy, rồi rốt cuộc là họ cũng bị bất lợi luôn. Sự thiệt ra nếu như chúng ta mà có một cái sự cảm thông cho người thì tâm của mình nó mát mẻ, chứ nếu chúng ta không cảm thông cho người thì chúng ta lại đau khổ. Nên hãy tập cái sự cảm thông của cái lòng từ, lòng bi để quảng đại, có một cái sự hiểu biết, có một tấm lòng vì tha, có một tấm lòng yêu thương. Mất mát cái đó không có sao, ngay cả cái chuyện gì, nhưng điều mà nó không có gây cái đau đớn cho chính họ được rồi. Chứ bây giờ chúng ta giữa cái gì, một cái xe, một cái vật của chúng ta thôi, mà chúng ta lại đi hành hạ, chúng ta lại đi đánh đập, chúng ta lại đi mạt sát hạ nhục người à, có cần thiết như vậy không? Cũng như có một số người đó, rất là lạ, nói tôi không có cho ăn xin, mà cho ăn xin là tiếp cho họ như thế này, tiếp cho họ như thế kia. Ở đời này tất cả mọi người đi ăn xin hết chuyện sao, cho nên tôi không có cho. Là cái sai, họ có cái chuyện cho anh không cho là chuyện của anh. Còn chuyện người ta bán một cái danh dự, một cái danh dự có chỉ một hai đồng, 1-2 ngàn Việt Nam, mà tức là một cái bánh củ khoai, có cần thiết phải mắng nhiếc người ta gì không? Cần thiết phải sỉ vãi người ta không? Cái mình cho không cho là chuyện của mình. Nhưng anh không được quyền thì sỉ vả và bình phẩm nhân cách của người. Chúng tôi nghĩ chúng tôi không có chấp nhận. Nhiều lần chúng tôi thấy những cái chỗ đó chúng tôi lắc đầu. Người này lão, cho không cho thì thôi. Thì họ xin chứ phải đi cướp mình đâu. Chúng ta hiểu, họ đi xin chứ phải đi cướp đâu. Nếu mà gặp cướp thì sợ. Gặp cướp cái quỳ xuống đưa cho nó luôn. Lại nó đang nghĩ nó bị đặt như chẳng qua. Tức là mình hơn người ta thì mình tự cho mình là hay. Mỗi con người này vào cuộc sống này nó đều là nghiệp quả và hoàn cảnh. Rồi họ đổ thừa hoàn cảnh, họ lợi dụng hoàn cảnh, thì theo coi như chúng ta cũng xí xóa đi, cũng cho họ đi, coi như họ bán cho mình một cái vinh dự có một chút xíu mà. Có 1-2 ngàn đồng, có một cái bánh củ khoai, một cái bánh mì, một cái bánh bích quy, thì nó là cái gì mà ghê gớm vậy? Dạ, thì nếu chúng ta hiểu như vậy thì nó rất nhẹ nhàng. Và cũng như thế đó, phải có một cái tấm lòng vì tha quảng đại một chút xíu thì chúng ta mới cảm thông được. Và có một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là phải có một cái lý, phải có một cái trí tuệ để cảm thông được thì thôi, hiểu biết được cái điều đúng điều sai. Họ cũng lỡ, họ cũng không có phải cố tình, họ cũng nghèo đói quá đi, họ cũng khổ quá đi. Thì chính chúng ta có dùng cái trí tuệ như vậy đó, dùng cái sự suy nghĩ như vậy đó, mà Phật dạy gọi là cái trí tuệ đó, để mình suy xét. Thì đó cũng là nó khởi lên cái tấm lòng cảm thông nữa quý vị. Chứ không phải là ngoài ra cái chuyện từ bi với họ, ngoài chuyện cảm thông quảng đại, nhưng mình cũng biết có cái trí tuệ để mình suy xét. Bây giờ thí dụ như nếu mà họ bắt họ bồi hoàng quá thì họ cũng đâu có đủ tiền của đâu mà bồi. Thì thôi cảm thông cho họ bằng vậy, thôi cho nó qua đi. Chứ nếu mà làm ra chuyện nữa rồi nó mệt họ, mệt cho họ rồi mình cũng chả có yên đâu. Ở Việt Nam nó lạ, nó ví dụ bây giờ quý vị là một cái chiếc xe Honda, một chiếc xe hơi thôi, mà nó gây tai nạn với nhau, mà dẫu cho cái chiếc xe Honda nó đối đầu chiếc xe hơi, nó đụng nó ngã xuống chết, cái mình là xe bốn bánh á, xe hơi mình cũng kẹt á, cũng có vấn đề đó. Thì ở đây tức là cái chuyện đó nó cũng rối, thì thôi tại sao nó nhẹ thì cho nó qua đi, cứ cần thiết phải gây căng thẳng. Mà gây căng thẳng như vậy nó mất đi, rồi rốt cuộc rồi rất là bất lợi. Và cho nên cần lắm trong cuộc đời này cái sự cảm thông, cái sự yêu thương cho nhau. Chính là câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có đi cầu mong tốt từ cực cư kính cung tỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
sa tu kinh kinh truyền chư Phật Tây Nguyên. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp lời, tiếp theo lời của chư tăng để có bài chia sẻ về bài kinh ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài kinh này đặc biệt đề cập đến một nhân vật, đó là một người phụ nữ xuất thân từ giai cấp bình dân, đó là hoàng hậu Malika. Khi vua Pastinak trong một lần đi đánh trận đó, nhà vua bị thua trận và trở về trên đường rất là mệt mỏi, thì đi ngang một cái nhà ở miền quê. Thì cái nhà đó là trong gia đình chuyên môn làm cái công việc đó là đi hái hoa về kết thành tràng hoa đem đi bán. Chúng ta biết là phong tục người Ấn Độ đó, họ hay cúng dường bằng những cái tràng hoa đó, và đó là một cách để kiếm tiền đồ vật. Nhà vua ghé ngang ngang một nhà dân, và ở trong lúc mệt mỏi thì ở trong gia đình người ta đã chăm sóc, nhưng mà đặc biệt thì nhà vua đã gặp một thiếu nữ con của ông chủ nhà, nàng có tên là Malika. Cũng là do duyên kiếp quá khứ, và nàng cũng là một người rất là duyên dáng, nên khi đức vua đã cưới cô con gái của chủ nhà đó về để đặt lên cái ngôi vị gọi là chánh hậu, để chúng ta có thể cảm nhận được cái sự sáy của vua Pasenadi đối với hậu Malika. Và trong kinh, thưa quý vị, ghi lại rất là nhiều cái giai thoại mà trong những bài học kế tiếp chúng ta cũng sẽ nghe về hoàng hậu Malika. Một người không phải vì được nhà vua sủng ái, không phải vì địa vị của hoàng hậu, mà chỉ biết hưởng thụ, chỉ muốn biết làm hư chồng của mình. Trái lại thì bà là một người có cái tư cách rất là đáng quý, đó là khuyên nhắc nhà vua, hướng dẫn nhà vua, đồng thời làm tư vấn cho nhà vua ở trong nhiều trường hợp. Mà trong bài kinh này thì ghi lại một câu chuyện của một vị vua có tài, có quyền, và một vị hoàng hậu được nhà vua sủng ái, nhưng mà lại là một bạn lành, một thiện hữu của nhà vua. Khi hai người ở trong tẩm cung thân mật với nhau đó, thì theo trong sớ giải nói rằng nhà vua đã hỏi một câu là hoàng hậu thương ai nhất trên cuộc đời này. Thế vì chúng ta thường có những câu hỏi như vậy. Nhất là quý vị nhớ là thỉnh thoảng chúng ta có thể hỏi con nít nhỏ đó, cháu hỏi con thương ai, nói con thương mẹ nhất, mình nói thương ai thương nhất hết. Và quả thật là nhà vua hơi ngạc nhiên khi mà hoàng hậu trả lời rằng thật ra thì ở trong đời này không ai thương, không, mình không có thương ai nhiều bằng chính mình hết. Dạ. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng hoàng hậu đã đặc biệt rất là khéo, rất khéo. Khi hoàng hậu trả lời như vậy xong, hoàng hậu lại hỏi nghi là nhà vua đi, hỏi nhà vua để nhà vua suy nghĩ. Chúng ta có thể mường tượng rằng nhất thời nhà vua ở trong lúc thẳng thốt thì cũng hơi ngạc nhiên và cũng thấy hơi phật lòng phật ý. Quý vị biết là nam nữ mà yêu thương nhau đó thì thường thường họ nói những cái lời có cánh, họ nói những cái lời mà cho dù là nó không có thân đi nữa nhưng mà người ta gọi là lãng mạn nhất. Ví dụ như thương người hơn tôi nữa,
thương anh hơn rồi thương em, thương em hơn thương anh nữa, nhưng hoàng hậu không trả lời như vậy. Nhưng mà vị hoàng hậu này là một người có trí, thưa quý vị, hoàng hậu lại đặt một câu hỏi giống y hệt như vậy cho nhà vua. Và lúc đó nhà vua đặt mình vào trong cái suy nghĩ đó, thì nhà vua cũng trả lời giống y hệt hoàng hậu là quả thật là đúng. Ngay cả khi nhà vua thương hoàng hậu nhất á, thì vì lý do là hoàng hậu là vừa lòng đẹp ý mình. Nếu hoàng hậu không vừa lòng đẹp ý mình thì nhà vua đấu thương như vậy. Thành ra ở đây đó có câu là mình phải lặn sâu vào trong tâm thức, lặn sâu lắm mình mới hiểu là rốt cuộc rồi, ở trong tận cùng sâu thẳm, ở trong tâm tâm của mình, những gì mình hy sinh, những gì mình cống hiến, những gì mà mình cố gắng, cho dù là mình nói là vì hy sinh vì đạo, hy sinh vì đời, hy sinh vì người yêu, hy sinh vì người này người kia đi nữa, thì trong sự hy sinh đó, nó đều dựa trên cái quan điểm, dựa trên tình cảm của mình. Và nếu điều đó là điều mình không thích thì đừng hòng chúng ta làm. Điều đó là điều không muốn, đừng hòng chúng ta làm. Bởi vì có trường hợp như vậy, thưa quý vị, chúng ta hay có một cách suy nghĩ, đó là mẹ thì thương con quá, sao con biết thương mẹ? Hay là vợ thương chồng quá, người ta sẽ không biết thương vợ. Nhưng mà thường thường người ta thương á, ở trong cái tình thương đó, nó không đơn thuần là một tình thương vô điều kiện. Mặc dù có đôi khi chúng ta nghe nói là thực hiện, nhưng mà ở trong đó có điều kiện, thưa quý vị. Ví dụ như mình thương người đó bởi vì người đó đẹp, mình thương người đó bởi vì người đó tốt như mình muốn, mình thương người đó bởi vì người đó có tài như mình muốn, mình thương người đó bởi vì người đó là một ngẫu tượng mình sùng bái như mình muốn. Thành ra khi một người giống như ngày xưa chúng tôi có nghe chuyện là có những thiếu nữ mà rất là hâm mộ Lý Tiểu Long, đến đôi khi Lý Long chết rồi tự tử chết theo. Mình nghe dường như là những cô đó là yêu thương mà quên chính bản thân của mình. Không, các vị đó có thương có lị vì Lý Tiểu Long đó, nhưng mà các vị đi theo cái tiếng gọi của trái tim. Mà có nhiều khi chúng ta rất là khổ sở, mà mình nghĩ rằng mình khổ sở hoàn toàn vì người khác, nhưng mà thật ra đó là vì chính bản thân của mình. Chúng tôi có đọc họ giỏi chứ đọc một số tác phẩm ở trong Tự Lực Văn Đoàn, mà họ kể về cái chế độ phong kiến ở tại miền Bắc vào thời trước thì chúng ta gọi là thời tiền chiến đó. Thì thưa quý vị, có những gia đình mà mẹ rất thương đứa con trai, mà muốn đứa con trai có được một gia đình được êm ấm. Khi mình nhìn ra cá thì mình thấy là bà mẹ hoàn toàn thương con vì con hết. Nhưng mà khi đọc lại thì chúng ta thấy tác giả của những nguyên truyện này rất là khéo, rất là khéo, khi mà viết lên mà ở trong đó tâm lý của nhân vật, một bà mẹ thương con trai và muốn cho con trai có thể sống như thế nào, làm thế nào, nghĩ là đẹp. Mình nhìn bên ngoài nghĩ là bà mẹ thương con trai, nhưng mà thật sự bà mẹ đã đưa ra một cái quy cách, đưa ra một cái khuôn mà muốn cái con trai ghép vào cái khuôn đó. Và nếu con trai mà đi theo cái khuôn đó thì mình cảm thấy hạnh phúc. Và đôi khi chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải coi chừng là có nhiều khi mình thương người khác, nhưng mà mình thương một cách tàn nhẫn, mình thương một cách sư trưởng ngày xưa có câu nói là kim khung mà nhốt lòng son, đẹp thì có đẹp không còn tự do. Có đôi khi mình thương người khác, nhưng mà không hẳn là mình thương người khác vô điều kiện đâu. Mình thương người khác giống kiểu người ta thương thú cưng vậy đó. Mình nhốt con chim vào trong chuồng, nhốt con cá vào trong hồ, mình cột con chó vào sợi dây ở trong nhà. Và bởi mình nghĩ rằng yêu thương đó, thậm chí là người ta có thể làm những chuyện mà rất là điên cuồng, rất là khùng đối với con chó nữa. Chúng tôi nhớ có một lần nghe nói một người nuôi con chó mà vừa mua bảo hiểm rồi tiền cắt lông rồi mua cái này kia, thậm chí những cái thứ mà nó đeo trên người, quần áo và phủ trên đó mùa đông cho ẩm. Mình cảm tưởng là cái người chủ phủ lên mình con chó bao nhiêu thứ nhung lụa, là rất là thương con chó. Nhưng mà mình phải coi chừng điểm này, là thấy rằng người rất thương con chó, nhưng mà thật sự người đó đang thỏa mãn cái ý muốn của mình. Bởi vì đây là một vấn đề nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc. Đôi khi chúng ta không hiểu hết vấn đề đâu. Cuộc sống nó rất là khó, thưa quý vị.
rất là khó để chúng ta hiểu. Mình nhân danh sự hy sinh, mình nhân danh tình thương, nhưng mà rồi hỏi là mình có làm khổ người khác hay không. Có những người họ nghĩ rằng họ thương người khác, và do thương người khác họ sẵn sàng tạo ra những cái điều đau thương, bất kể nhân danh tình thương. Cái đó là cái mà chúng ta nói rằng nó là một cái bi kịch của cuộc đời, và nó cứ tái diễn lặp đi lặp lại ở trong tất cả các xã hội, ở trong tất cả những văn hóa, ở trong tất cả mọi thời đại. Nó không phải câu chuyện của thời phong kiến, không phải thời của tự lực văn đoàn, không phải thời mà chúng ta nói đến tác phẩm Đoạn Tuyệt, nói đến Dũng và Loan, chúng ta không thể nói chuyện tình Lan và Điệp, mà chúng ta nói là câu chuyện buông thở. Con người của chúng ta sống là gì? Con người chúng ta sống luôn luôn mình nghĩ rằng mình sẽ yêu thương, và yêu thương một cách nghiệt ngã, yêu thương một cách làm cho người khác mệt mỏi. Cái yêu thương nghiệt ngã đó, đó là một điều rất là đáng sợ trong cuộc sống. Bởi vì ở đây nó có một điểm rất là tế nhị. Khi mà hoàng hậu nói với nhà vua như vậy, là thật ra trong cuộc đời này không thương ai bằng thương chính mình hết, thì mình phải hiểu rằng ở trong cái tình thương vô tận mà mình có đó, ở trong đó nó vẫn là nằm ở trong cái phạm trù của ích kỷ. Nói như vậy chúng ta không tin. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương một ai đó, nó đến mình quên mình, gọi là một cái cuộc vong thân, một cái cuộc quên mình đi, nhưng không. Ngay cả một người hy sinh cho lý tưởng cao cả đi nữa, thì cái lý tưởng đó họ gọi là cao cả, bởi vì họ tôn sùng cái lý tưởng đó, họ chết cho lý tưởng đó. Nhưng mà nếu cái lý tưởng đó không có được họ tôn sùng, không được họ cảm thấy là, thì họ không chết cho lý tưởng đó. Bởi vì chúng ta rất cần, chúng ta rất cần nhìn vào cái sự thật đời sống nội tâm của chúng ta rất là phức tạp. Và thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài nhân điều này đó, là Ngài dạy chúng ta đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng Hoàng hậu Malika là một người thông tuệ, đã nói lên một sự thật. Chúng ta tạm gọi đó là sự thật phủ phàng đi. Vua Ba Tư Nạc lại là một người có hiểu biết. Hiểu biết đến nỗi mà trong lúc thân mật thương yêu vị chánh hậu của mình, mà vị chánh hậu nói một câu đáng lẽ phật lòng, đáng lẽ nổi giận lôi đình, nhưng mà nhà vua lại không. Nhà vua lại trả lời bằng cách là xác nhận rằng chính mình cũng thương chị. Và nhà vua đã đi xa hơn là đem câu chuyện để bạch lại Đức Phật. Vua Ba Tư Nạc, thưa quý vị nào mà về thăm Swasti hôm nay á, thì quý vị biết là cái cổng chùa Kỳ Viên cách cái cổng thành Xá Vệ chỉ có khoảng chừng 100 thước thôi. Và ở trong đời của Hoa Dục, khi mà quy y Phật rồi đó, nhà vua thường tranh thủ, có nhiều khi đi đánh trận về, có nhiều khi trong hoàng cung tới, nhà vua thường gặp Phật. Mà những lần gần gặp Đức Phật thì hỏi Đức Phật một vài câu đó, vài câu nhà vua cảm thấy ấm lòng, cảm thấy khoan hỷ. Bởi vì các sĩ gia thường nói rằng có hai vị vua hộ pháp đó, là vua Bình Sa Vương Ba Tư Nạc đó, thì hai vị có cung cách khác nhau. Vua Bình Sa Vương là một vị thánh tu đạo quần, rất ít khi muốn làm phiền Đức Phật. Còn vua Ba Tư Nạc thì ngược lại, rất thương Đức Phật, nhưng mà thương theo kiểu chúng ta ngày hôm nay là thương một cách rất là phàm tâm. Về chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì cũng đi về bạch với Đức Phật. Và nhân những việc đó thì Đức Phật dạy cho nhà vua nhiều bài học. Và qua đó, đó chúng ta có được những cái lời kinh rất là lợi lạc hôm nay. Và đó cũng là cái đặc sắc của kinh Tương Ưng Bộ, tức là gom lại những cái đề tài liên hệ trở thành một phẩm, một chương. Như chúng ta nói tương ưng Cô Sá Lá, hay tương ưng về chư thiên, tương ưng về ác ma chẳng hạn, thì chung lại thì chúng ta nghe nhiều câu chuyện đó rất là thú vị. Và ở đây khi nhà vua bạch với câu chuyện mà mình với vua vị chánh hậu nói chuyện nhau, thì Đức Phật nhân đó Ngài dạy thêm một điều là khi mà mình hiểu rằng ai cũng biết thương mình hết, thì lấy cái tâm địa của mình á để mà mình cảm thông cho người, đừng hại người khác. Mà đây là điều rất là quan trọng. Thứ gì trong cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không quan trọng đến điểm này. Mình hay có cách hành xử hay là cách tội vạ. Ví dụ mình nói xấu người khác, mình sẽ nói xấu người khác.
chúng tôi biết là một cái việc mà ở trong mọi nơi, mọi tổ chức, mọi đoàn thể và kể công chùa trong chùa, mà cái chuyện mà nó rất là phiền, nó gây nhiều cái tổn thương cho người khác mà người ta lại không để ý, đó là những cách nói, cách phát ngôn, cách đùa giỡn mà chúng ta nghĩ là vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó làm đau người khác. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, sống ở trong nền văn hóa Việt Nam đó, bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng đỡ khổ hơn, nhưng mà ngày xưa đó, người Việt Nam có những cái cách gọi là trào phúng. Khi mà mình tự trào thì không nói, mình tự cười chính mình không nói, nhưng mình trào phúng là mình đem các vị quan quyền ra diễu cợt, các thầy đồ ra diễu cợt, ông cha vợ diễu cợt, rể diễu cợt, ai cũng diễu cợt được hết. Nhưng mà có một thứ mà chúng ta diễu cợt mà rất là lố lăng trong người Việt Nam, và chúng ta phải nhìn nhận đó là đem những cái khiếm tật của người khác ra để mà chúng ta đùa giỡn. Ví dụ như là mình diễn một vở kịch mà mình đem người cà lâm ra để mình chế giễu, mình bắt chước cái giọng cà lâm, mình nhái giọng cà lâm và mọi người vỗ tay rất là vui. Thì cái đó nó chẳng có gì vui hết. Một người cà lâm, một người ngọng, một người tàn tật, nó có chuyện gì để mà mình vui hết. Người Việt Nam chúng ta đó, hãy thấy người khác bị khuyết tật như là bị lùn hay là bị ngọng hay là bị cái gì đó, thì chúng ta cũng đem ra chúng ta cười. Nhưng thật ra có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng trong những cái nụ cười vui sảng khoái đó, đó thì chính những người mà họ bị những khiếm tật bị họ buồn trong một cái xã hội văn minh là gì? Xã hội văn minh là con người biết nghĩ cho nhau, không phải là vì người đó như vậy mà mình kỳ thị như vậy. Quý vị biết là chính Đức Phật á, có nhiều lần ngài ngồi đó, một vị tỳ kheo đi ngang, ngài gọi chư tỳ kheo: này chư tỳ kheo, có thấy vị tỳ kheo mới đi ngang không, thì với cái thân hình xấu xí hay là với thân hình lùng sũng không? Thì chư tỳ kheo nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, có. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là một vị a la hán, tại vì các vị chứng a la hán, và các vị a la hán đôi khi có không phải ai cũng hảo tướng, a la hán ai cũng đẹp hết. Người chúng ta quan trọng là hãy nói a la hán là phải tướng hảo, quang minh, rồi đẹp đẽ, nhưng có những người rất là xấu chứng qua a la hán, chứ không phải là chỉ người đẹp mới chứng qua a la hán nha. Có những vị chứng qua a la hán rồi rất là xấu, ngay cả có những vị Phật độc giác mà chứng đắc đạo qua a la hán, đạo Phật phải có độc giác mà người như bộ xương khô vậy. Thưa quý vị, thì chúng ta thường hay miếm nhẽ, chúng ta hay đem cái khiếm khuyết người khác để làm cái trò cười, trò đùa. Và chúng tôi thấy rằng cái chuyện nhan nhản xảy ra, nhất là ở trong chùa. Thưa quý vị, ở trong chùa hồi chúng tôi còn nhỏ đó, có nhiều khi các bị sa di hay bị sư trẻ buồn quá không có chuyện nữa, đem với nhau ra chọc cười. Thí dụ mình lành lặn, mình đầy đủ, người ta chọc cười mình không nói chi, nhưng mà có những người họ có những cái tật mà mình không nên cười, và cái cười đó, đó nó tạo ra một cái sự phiền não. Và chúng tôi thưa quý vị là có nhiều khi tạo ra quán thù nữa. Tại vì trong cuộc sống này đó, đôi khi mình nên tập sống kiệm lời, tức là bớt nói lại. Đôi khi mình tập sống với chánh niệm, là chuyện gì đáng để nói chứ phải chuyện gì nói. Mà quả thật đó, khổ nhân có nói một câu gọi là đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều thì lỗi nhiều. Con người chúng ta, quý vị để ý thấy những người nào hay nói chuyện người khác, chúng ta nói hồi thì thế nào chúng ta cũng có lỗi trong đó thôi. Mà con người càng thích nói đó thì càng nhiều lỗi. Cái khổ nhìn như vậy là con người không nói thì không được, nhưng mà nói thế thì thường đó, nó trong cái nói chúng ta càng nói đó, điều khi chúng ta quên đi, chúng ta không nghĩ cho người khác. Cho dù đó là một điều xấu thật sự người khác đi nữa, nhưng mà mình nói hoài, mình cứ nói đó, thì nó cũng là một cách. Bây giờ mình đâu muốn ai nói xấu sau lưng mình, mình không đâu muốn ai nói về ba mình với người khác, nhưng mà khi mà mình nói thì mình thấy không thấy như vậy. Tại đó thật ra ngài Achancha ngài có nói rằng để giữ giới thì được trong sạch, để thân khẩu ý ít làm ác nghiệp, thì một thứ cần phải có đó là chánh niệm. Mà chúng ta thường hay quên mình lắm, chúng ta hay tất niệm, chúng ta chánh niệm, chúng ta không có nghĩ đến điều đó.
Bởi vì ở trong một cái một ngày sống của chúng ta, nếu mà chúng ta sống được im lặng thì tốt. Dù nói 1.000 lời nhưng mà không mang lại lợi ích, không bằng nói 1 lời nghe xong được tịnh lặng. Đức Phật dạy như vậy. Chúng ta thì ham nói, ưng làm cái này, ưng làm cái kia, hay can thiệp vào chuyện người này khác, nhưng mà chúng ta rất ít khi nghĩ cho người khác, rất ít khi. Chúng tôi thấy rằng một cái người có tu tập á, là người biết kiệm lời. Người tu tập là người biết hiểu rằng, nhận thức rằng cái gì mình nói, cái gì làm nó có thể mang lại tổn thương người khác thì mình bớt đi. Thật ra mình bị nhiều, mình tạo nhiều cái nghiệp lắm. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là mình đọc ở trong kinh có kể câu chuyện là có một cái cô thiếu nữ có thiện tâm lắm, thấy một vị Phật đồng giác đi qua ngang, rồi cũng đem đồ ra cúng dường, nhưng mà cúng dường xong quay trở vô, rồi các những người, những cô gái khác hỏi hồi nãy bạn làm gì ra ngoài, nó ra ngoài cúng dường cho một vị tu sĩ mới qua, mà vị đó đi cái lưng nó khom khom, cái cô này cũng cong người xuống, cổ giả như là đi lưng khom khom. Quý vị thấy như vậy đơn giản thôi, vậy mà vị đó bị lưng gù rất là nhiều ghét. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiễu cợt mà không ngờ cái vị sa môn lưng khom đó là vị Phật độc giác. Dạ, ở trong đời chúng ta thưa quý vị, cái nghiệp bất thiện dễ làm lắm. Và một ở trong những điều mà chúng ta nên thường tự nhắc chính mình, đó là ở trong cuộc sống nên cảm thông, nên đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác. Và cái gì mà mình nói, cái gì mình làm mà nghĩ rằng làm tổn thương người khác thì tốt hơn hết. Tốt hơn hết là mình tránh. Thưa quý vị, có nhiều khi thà là dành thì giờ vui với cây cỏ, vui với máy móc, vui với kinh điển, hơn là lăn xăng ra ngoài và toàn là gây quan trái, gieo rắc cái ác nghiệp không, thì thật ra cũng không nên làm gì. Thì chúng ta nên cẩn thận về điểm này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta cũng sẽ có giáo trình tương bộ, và vì giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đức thuyết bài học hôm nay và cho chúng con những điều nhắc nhở cho chúng con trên con đường tu học. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah.
Thank you.